Hello mọi người, lại là mình VV đây. Và trong video thứ 3 của bộ video hướng dẫn sử dụng sàn XM thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn có thể là copy trade hay là sao chép giao dịch ở trên sàn XM. Thì cái việc mà copy trade này mình nghĩ sẽ rất là phù hợp đối với những người nào mà quá bận rộn hay là không có thời gian để chúng ta canh lệnh cũng như là theo tín hiệu của một group nào đấy. Thì cái việc mà chúng ta sao chép giao dịch như thế này nó sẽ rất là thuận lợi để chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập thụ động khi mà chúng ta vẫn đang làm trên công ty hay là đi đâu đó chẳng hạn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tạo tài khoản copy trade trên sàn XM nhé. Bước đầu tiên để copy trade được thì các bạn cần đăng nhập thông tin của các bạn trước đã nhé. Đăng nhập thông tin tài khoản này. Và như mình đã nói trong những video trước thì để có thể nạp tiền hay là rút tiền cũng như là copy trade được thì các bạn cần phải KYC tài khoản cũng như là xác minh email này, tải những cái giấy tờ như là căn cước công dân, giấy phép lái xe hay là hộ chiếu lên thì các bạn mới có thể là nạp rút, sao chép được nhá. Thì để sao chép các bạn hãy nhìn vào bên phía tay trái màn hình ở chỗ thanh công cụ này, có trang chủ tài khoản của tôi thì các bạn sẽ vào cái mục thứ tư, đó là sao chép giao dịch nhá. Sau khi mà ấn vào sao chép giao dịch thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì các bạn có thể thấy là đây là một loạt các nhà giao dịch đang thực hiện cái việc bán tín hiệu cũng như là cho người khác copy trade theo cái tín hiệu của mình. Vậy thì để tạo một cái tài khoản để copy trade theo những người này thì các bạn hãy nhìn phía trên màn hình này nhé. Ở phía góc bên tay phải màn hình này thì các bạn có thể nhìn thấy là tạo nhà đầu tư này, khu vực thành viên này. Đây là cái avatar của chúng ta khi mà xuất hiện. Thì các bạn sẽ ấn vào chỗ tạo nhà đầu tư nhé. Tạo nhà đầu tư tức là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản và copy trade theo những người ở trên này. Chúng ta sẽ ấn vào đây và chúng ta ấn tôi đồng ý này, cam đoan này, rồi ấn tạo tài khoản nhà đầu tư. Sau khi mà ấn tạo tài khoản nhà đầu tư như thế thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái ID của chúng ta, tức là 8821873 này. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể nạp tiền và bắt đầu là copy trade theo những người này. Đây, các bạn nạp tiền thì các bạn sẽ ấn vào đây. Cái cách nạp rút cũng như là hướng dẫn nạp rút như thế nào thì trong video trước mình cũng đã hướng dẫn rồi nhé. Các bạn nạp tiền thì các bạn nên chọn cái phương thức online bank transfer hoặc là mobile banking, tức là chúng ta sẽ quét mã để chúng ta nạp tiền vào tài khoản và có thể là giao dịch. Đây là tài khoản standard này. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái sao chép giao dịch và mình sẽ hướng dẫn một vài cái thông tin tiếp theo. Thì đây là cái tài khoản của chúng ta nhé. Ở góc bên trái màn hình thì chúng ta sẽ vào cái mục thiết lập. Vào cái mục thiết lập thì các bạn có thể nhìn thấy hồ sơ của các bạn. Tên tài khoản đang là tên mặc định mà XM đặt cho. Nếu như các bạn muốn thay tên tài khoản thì các bạn sẽ ấn vào đây nhé. Ví dụ như là các bạn muốn thay tên tài khoản gì đấy, là ví dụ như là I love trading chẳng hạn, hay là các bạn không muốn thay đổi tên tài khoản, các bạn muốn giữ nguyên thì các bạn sẽ để nguyên như thế. Còn lý lịch người cung cấp chiến lược thì cái này chúng ta bỏ qua cũng không sao. Còn avatar thì các bạn muốn xuất hiện cái avatar nào thì các bạn sẽ ấn vào đây nhé. Đây. Rồi cho các bạn sẽ ấn lưu là cái hồ sơ cá nhân của chúng ta đã được thiết lập này. Ngoài ra thì còn cái mục hỏi đáp. Ví dụ như là các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc nào liên quan đến cái việc copy trade từ người khác thì các bạn sẽ vào đây. Ví dụ như là làm cách nào để sao chép một chiến lược này thì các bạn sẽ ấn vào đây, sẽ ra cái câu trả lời của câu hỏi này. Đấy. Đây, trước khi sao chép một chiến lược thì bạn sẽ cần một tài khoản nhà đầu tư. Rồi sau đấy là các tính năng chính của tài khoản nhà đầu tư là gì? Rồi phí được xử lý như thế nào này? Sao chép giao dịch có an toàn không? Thì mình nghĩ là cái việc copy trade theo người khác này nó sẽ phù hợp nhất với những người nào mà đã có kiến thức cơ bản về thị trường này và biết chấp nhận rủi ro cũng như là thua lỗ. Và luôn có một cái khoản dự phòng, tức là cái khoản mà các bạn bỏ ra để các bạn nạp tiền vào copy trade ấy. Đấy là cái khoản tiền mà chúng ta chấp nhận và chúng ta có thể mất nhé. Ngoài ra thì ví dụ như là những người như thế thì thường có một công việc chính ở trên công ty hay là và họ muốn là theo tín hiệu một người nào đấy chẳng hạn, tại vì họ không có thời gian để canh hay là không có thời gian full time để có thể là canh lệnh được, thì cái việc copy trade này nó sẽ rất là phù hợp để chúng ta không bỏ lỡ những cái lệnh theo tín hiệu hay là theo một cái phương pháp nào đấy. Đây thì ở đây sẽ có tất cả những câu hỏi mà các bạn thắc mắc nhé.
Trở về cái giao diện chính của cái việc sao chép giao dịch này, thì trên đây các bạn có nhìn thấy là có tất cả những cái chiến lược này. Đây là tất cả những cái thị trường. Nếu như các bạn muốn chỉ giao dịch ngoại hối thôi thì các bạn sẽ ấn vào chỗ Forex này nhé. Thì nó sẽ ra những nhà đầu tư mà chỉ giao dịch Forex. Còn chỉ số thì các bạn sẽ ấn vào đây, hay là crypto này, hàng hóa thuật toán này. Thì bây giờ chúng ta chọn Forex thì chúng ta sẽ ấn vào đây nhé. Ví dụ như là các bạn có nhìn thấy là đây là nổi bật thì có những trader này. Nếu như các bạn muốn các chiến lược tốt nhất thì các bạn sẽ ấn vào đây. Đấy. Rồi tỷ lệ thắng cao này, hay là rủi ro thấp, phí thấp các thứ. Ví dụ như là các bạn có cái vốn copy trade nó hạn chế thôi thì các bạn có thể là lọc. Các bạn có thể chọn cái bộ lọc này và chọn ví dụ là mức rủi ro là 1% chẳng hạn, phí là bao 5% chẳng hạn, đầu tư tối thiểu là 50 đô. Và mình có một cái lưu ý nhỏ luôn cho các bạn, đó là khi mà thực hiện cái việc copy trade theo người khác thì cái tài khoản mà các bạn copy trade ấy lúc nào cũng phải đảm bảo cái số vốn tối thiểu thấp nhất là 50 đô nhá. Để các bạn có thể là copy trade theo người khác. Thì ví dụ như là mình chọn ngẫu nhiên một người, như là người đầu tiên này chẳng hạn, có cái tên tài khoản đó là Euro 1M này. Lợi nhuận dòng hàng tháng là 136,32%, phí giao dịch đó là 5%, tỷ lệ win rate là 2,37%, tỷ lệ sụt giảm vốn là 71% này. Hiện tại thì đang có 251 nhà đầu tư theo cái người này để copy trade. Và vốn chủ sở hữu, tức là vốn chính của người này là 7.800 đô. Ví dụ như là các bạn muốn biết thêm thông tin về cái người này thì các bạn sẽ ấn vào đấy nhé. Thì nó sẽ ra những cái thông tin rất là cụ thể. Ví dụ như là hiệu suất này, trong 7 ngày thì lãi 84,5% này, 30 ngày thì như thế này, 90 ngày trong vòng 3 tháng như thế này. Và toàn bộ thời gian của người này từ lúc bắt đầu mở copy trade thì là cái tỷ lệ lãi, tỷ lệ lợi nhuận nó là 149,34%. Ngoài ra thì các bạn có thể xem cái mục rủi ro này. Rủi ro thì cái mức rủi ro đang là ở mức cao nhất, đó là mức 10. Tần suất giao dịch này, rồi danh mục đầu tư này, thì người này chỉ chuyên đánh cặp Euro USD thôi, chứ không có đánh những cặp khác. Ví dụ như bạn nào cũng có cùng cái ý tưởng là chỉ muốn giao dịch một cặp tiền thôi thì các bạn có thể chọn người này nhé. Ngoài ra thì ở phía bên tay phải còn có một cái biểu đồ nữa, đó là tổng giao dịch mà người này đã giao dịch là 1.538 giao dịch này. Giao dịch lãi thì chiếm 1.079 và nó chiếm là tỷ lệ 70%, còn giao dịch lỗ là 459 trên 30% này. Giao dịch tốt nhất là lãi được 246 đô, còn giao dịch tệ nhất là âm 34 đô. Lợi nhuận và nhà đầu tư này, thì các bạn có thể thấy là lợi nhuận từ tháng 1 năm 2024 đến giờ là 25,29 này, 4.11 này, 8.12 này và 53.6. Hiện tại tháng 4 là đang là 53.6. Còn nhà đầu tư thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây cái mức độ nhà đầu tư theo copy trade của người này nó tăng dần này. Đấy. Và hiện tại đang ở mức đỉnh là 251 người đang đầu tư theo. Đây là trong năm 2024 nhé. Ví dụ các bạn muốn tìm những cái số liệu thực tế ở trong quá khứ thì các bạn có thể ấn vào chỗ năm 2023 này. Thì các bạn có thể nhìn thấy này, lúc đầu là không có nhà đầu tư nào, sau đấy là 2 này. Rồi bắt đầu năm 2024 thì nhiều người hơn. Với cái việc phân bổ tài sản, đây thì tiền quy quỹ này, mở và đóng như thế này, thì cái này mình nghĩ là nó không quan trọng mấy đâu. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là cái mô tả của người này, tức là họ đặt ra cái mục tiêu đó là lãi từ 5% cho đến 10% trên một tháng. Đấy. Và cái thông tin quan trọng mà các bạn cần để ý tiếp theo đó là cái đòn bẩy này. Đòn bẩy người này đang sử dụng đó là 1/300, phí là 5%. Cái mục phí là 5% như thế nào? Tức là ví dụ như là các bạn mà theo người này copy trade với số vốn là 1.000 đô thì khi mà lãi các bạn sẽ phải trả phí cho cái người này là 5%. Số vốn đầu tư tối thiểu theo copy trade của người này là 50 đô. Tiền đầu tư của những nhà đầu tư ấy theo người này đang là 22.000 đô. Ví dụ như là các bạn cảm thấy là phù hợp với cái khẩu vị của chính bản thân các bạn thì các bạn sẽ ấn vào chỗ sao chép chiến lược này nhé. Thì trước khi sao chép chiến lược, các bạn nên đọc qua về cái phân bổ hệ số nhân này. Tại vì mọi người có thể nhìn thấy cái hệ số cố định đó là 0.01 này. Còn số tiền đầu tư là 50 đô vừa nãy mình đã nói qua rồi nhé. Còn cái hệ số cố định này thì sẽ có nhiều người không hiểu nó như thế nào.
mọi người chưa đọc thông tin thì mọi người sẽ hiểu là khi mà tôi copy trade theo người này thì tôi sẽ phải lót là 0.01 đô. Nhưng mà thực ra là không phải nhá. Mọi người nên đọc cái thông tin và kích vào cái chỗ chữ Y ở phía bên tay phải này này để đọc những thông tin mà chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Nên này, cái khối lượng, tức là cái số lót mà chúng ta vào ấy, sẽ được tính là, vừa nãy mình nói là 0.01, cái hệ số đấy, và nhân với cái khối lượng mà cái người cho copy trade đấy đang vào. Ví dụ như là người copy trade đấy vào là 0.1 lót, thì các bạn sẽ lấy, thì các bạn sẽ tính ra là 0.1 nhân với 0.01, thì các bạn sẽ ra cái số lót mà các bạn sẽ copy trade theo người này. Nếu số nhân là 0.5 và nhà quản lý chiến lược mua một lô USD thì nhà đầu tư sẽ mua 0.5 đô. Các bạn nên lưu ý cái điều này cho mình nhá. Các bạn hiểu chưa? Có chỗ nào chưa hiểu thì các bạn hãy comment xuống dưới video này để mình giải đáp nhé. Hoặc là liên hệ với mình qua cái thông tin ở phía dưới, mình để phần mô tả của video nhé. Đấy, thì các bạn nên đọc kỹ những cái phần mà phân chia số nhân bổ sung như này. Có cái ví dụ là số nhân mà 0.05 và nhà quản lý chiến lược, tức là người cho copy trade ấy, mua 0.01 lót vàng, thì khối lượng của nhà đầu tư, tức là khối lượng của chúng ta khi mà theo copy trade sẽ là 0.00005. Nhưng mà cái điều này thì nhỏ hơn mức tối thiểu về khối lượng của nhà copy trade, nên là các bạn sẽ không được mở, là các bạn sẽ không được mở lệnh. Đấy, cái ví dụ số 2 này, số nhân 0.05 và nhà quản lý, tức là người cho copy trade mua 0.1 lót của cặp tiền này, và khối lượng của chúng ta khi mà theo copy trade sẽ là 0.05 nhé. Bởi vì số lượng này nhỏ hơn số lượng tối thiểu của nhà đầu tư, và đó là một số thì nhà đầu tư sẽ mua là 0.1 đô với cặp tiền này. Đấy, các bạn nên để ý cái hệ số cố định này nhá. Tức là ở đây đang là 0.01 này. Còn với những người mà để là 0.5 chẳng hạn, thì các bạn sẽ lấy cái số lot mà nhà copy trade sẽ vào lệnh và nhân với cái hệ số cố định này, thì sẽ ra cái số lot mà chúng ta sẽ theo copy trade. Đấy. Tiếp theo đó là cái sao chép lệnh đang mở này. Thì cái này mình nghĩ là không cần thiết đâu. Ngoài ra thì còn cái lãi suất này và lỗi cắt này. Nếu mà các bạn muốn đặt cái chế độ này, tức là các bạn copy trade theo người này và lãi được 50 đô là tự động cắt, chưa đợi đến điểm DP nhé, thì các bạn sẽ bật cái này lên. Hoặc là các bạn có thể tùy chọn cái mức mà các bạn có thể chịu lỗ được, 50 đô, rồi 40 đô, 30 đô, 20 đô này. Đấy, tối thiểu là 25 đô nhé. Ví dụ như là các bạn chỉ chấp nhận lỗ 25 đô thôi, thì các bạn sẽ ấn vào cái chỗ này, để khi mà lệnh có bị sụt giảm quá nhiều thì đến cái mức 25 đô nó sẽ tự cắt lệnh của các bạn. Ngoài ra sau khi mà chọn xong những cái mức đấy thì các bạn sẽ ấn vào không được bảo đảm này, rồi các bạn ấn sao chép, là lúc này tài khoản các bạn sẽ sao chép theo cái chiến lược của người này. Vậy là qua video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta copy trade cũng như là sao chép giao dịch trên sàn XM rồi. Nếu như các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hay câu hỏi nào thì hãy comment xuống dưới video này cho mình biết được nhé. Ngoài ra thì nếu các bạn cảm thấy yêu quý và tin tưởng mình thì hãy đăng ký tài khoản sàn XM mà mình để dưới phần mô tả của video này để ủng hộ mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.